La Gia Lương bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt như nhựa, tỏ ra rất cứng đờ và khó nhìn. La Gia Lương, 61 tuổi, người đã giành được giải TVB Thị Đế 3 lần, trong những năm gần đây đã tập trung vào việc phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Sức hút của anh vẫn rất mạnh mẽ qua các năm, và khán giả vẫn rất yêu mến anh, nhiều người đều muốn chụp ảnh cùng anh khi gặp mặt. La Gia Lương thân thiện và hòa nhã, hầu hết thời gian anh đều sẵn lòng đáp ứng yêu cầu này. Gần đây, có một người dùng mạng chia sẻ trên ứng dụng Tiểu Hồng Thư về việc gặp La Gia Lương tại một nhà hàng và chụp ảnh cùng anh. Bức ảnh này đã tiết lộ diện mạo mới nhất của anh. Trong bức ảnh, La Gia Lương mặc đơn giản, anh ấy mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và đeo kính mát, tạo ra vẻ ngoài rất phong cách. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng các bắp má của anh ta rất cứng đờ, tạo ra vẻ mặt như nhựa, không giống với hình ảnh trước đây và đã thể hiện sự già nua của anh ta. Anh cả TVB bất ngờ bị phát hiện mắc vấn đề về túi mắt và quần thâm khi đi du lịch ở Nhật Bản, làm nổi loạn dư luận. Có tin đồn rằng anh ấy đang mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng sau đó anh ấy đã phản kháng và làm rõ tình hình. La Gia Lương, được gọi là anh cả, trong những năm gần đây đã tập trung vào phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc và chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Sau khi kết hôn lại với diễn viên Trung Quốc có gia đình giàu có vào năm 2009, anh ấy sống trong một biệt thự siêu sang tại Bắc Kinh với diện tích hơn 5.000 m², cuộc sống của anh ấy vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thông tin về sức khỏe của La Gia Lương thường xuyên được đồn đoán. Năm ngoái, anh ấy đã phải phát đi thông cáo xác nhận rằng có tin đồn cho rằng anh ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thậm chí đang ở bệnh viện suýt chết, và anh ấy đã phải xuất hiện và làm rõ. Khi đến Tết Nguyên Đán, La Gia Lương quyết định nghỉ việc và đi du lịch ở Nhật Bản. Anh ấy đã chia sẻ trên TikTok hình ảnh của mình đang thưởng thức món ăn ngon vào ngày đầu tiên của năm mới ở Nhật Bản, với đầy đủ thịt thịt. Anh ấy còn vui vẻ giơ ngón tay trỏ lên và khen tan chảy trong miệng. Tuy nhiên, không biết có phải do ánh sáng không, La Gia Lương đã bất ngờ xuất hiện với túi mắt và quần thâm đáng sợ. Túi mắt và một bên mắt của anh ấy gần như bằng nhau, với nếp nhăn sâu, trông rất mệt mỏi, khiến người ta không thể không lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh ấy. Tuy nhiên, La Gia Lương vẫn cười rất vui vẻ, dường như tâm trạng của anh ấy không tệ. Triệu Nhã Chi bất ngờ được đồn đã qua đời. Tin đồn này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng, thế giới không còn Bạch Tố Châu nữa. Trong khi Triệu Nhã Chi, 69 tuổi đã phát triển sự nghiệp của mình ở Trung Quốc một cách thành công, gần đây trên mạng lại lan truyền tin đồn về sự qua đời của cô, thậm chí tuyên bố rằng thế giới không còn Bạch Tố Châu. Tin đồn này đã làm kinh ngạc một số lượng lớn người dùng mạng. Ngày 24, công ty của Triệu Nhã Chi đã phát đi một tuyên bố làm sáng tỏ, chỉ rõ rằng tin đồn về sự qua đời của cô là hoàn toàn không có cơ sở, và yêu cầu những người dùng mạng lan truyền tin đồn xấu xí này phải xóa bài viết, nếu không sẽ bị kiện tụng. Theo thông tin, gần đây trên Weibo, một số nguồn tin đồn bất ngờ cho biết Triệu Nhã Chi đã qua đời, với tiêu đề Triệu Nhã Chi đã từ trần, thế giới không còn Bạch Tố Châu, hãy tiễn đưa cô đi một cách êm đềm. Xét từ việc thông tin về sự qua đời của Triệu Nhã Chi được công bố trên mạng và sau đó mới được xác nhận vào ngày hôm sau, nhiều người dùng mạng đã nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Triệu Nhã Chi. Vào tối ngày 25, công ty của Triệu Nhã Chi đã phát đi tuyên bố làm sáng tỏ, gần đây, một số nền tảng không có đạo đức đã tung ra tin đồn về sự qua đời của Triệu Nhã Chi nhằm thu hút lưu lượng truy cập, chúng tôi đã ủy quyền luật sư để thu thập bằng chứng và sẽ ra tòa đối với cá nhân hoặc tổ chức lan truyền và phổ biến tin đồn loại này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Triệu Nhã Chi. Chúng tôi hy vọng rằng các phương tiện truyền thông và người dùng mạng đã chia sẻ hoặc truyền đi thông tin sai lệch sẽ nhanh chóng xóa bỏ những thông tin không đúng. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi mọi người không nên tin tưởng hoặc phổ biến thông tin chưa được xác nhận để cùng nhau bảo vệ một môi trường mạng lành mạnh và chân thực. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ Triệu Nhã Chi. Hình ảnh cũ của Dương Thiến Nhiêu 25 năm trước với tạo hình trang điểm đậm đã được khai quật, diện mạo của cô tiếp tục phát triển và tiến bộ như một sự tái sinh. Nữ diễn viên Dương Thiến Nhiêu, nguyên tên Dương Di, năm nay 44 tuổi, kết hôn với chồng là La Tử Dật vào năm 2016 và họ có một trai một gái, cả gia đình sống hạnh phúc và vui vẻ. Sau khi trở thành vợ và mẹ, Dương Thiến Nhiêu đã rút lui khỏi màn ảnh để tập trung chăm sóc gia đình, và chỉ đến gần đây mới trở lại làm việc trong lĩnh vực điện ảnh. Sau series truyền hình Tái Sáng Thế Kỷ của TVB vào năm 2018,
cô đã bắt đầu quay phim Hắc Sắc Nguyệt Quang vào năm 2023, để khán giả và người hâm mộ có thể lại được thưởng thức các tác phẩm mới của cô. Ngoài ra, diện mạo của Dương Thiến Nhiêu cũng thường xuyên là chủ đề được dư luận quan tâm, vì cô ngày càng xinh đẹp, nhan sắc không ngừng tiến bộ. Gần đây, một số dân mạng đã so sánh hình ảnh của cô khi mới ra mắt với vai trò trong một số cảnh của series truyền hình so với diện mạo hiện tại. Một người dùng mạng viết, nguyên tên Dương Di khi còn đóng vai nhân vật phụ, dường như không trang điểm, mọi người có thể đoán được đó là series truyền hình nào không? Diện mạo của Dương Thiến Nhiêu trong những thời kỳ đó và bản nâng cấp hiện tại khác biệt rất lớn, khó nhận ra cô ấy chỉ qua một cái nhìn. Bài đăng này cũng thu hút sự thảo luận trên mạng, và có nhiều người dùng đã nhận ra ngay series Đoan Gia Lâm mà cô đóng vai nữ chính, được phát sóng vào năm 1999 và 2000. Lúc đó, Dương Thiến Nhiêu chỉ mới 20 tuổi, khuôn mặt còn trẻ trung hơn một chút, giống như một cô gái hàng xóm, so với hiện tại với vẻ phụ nữ trưởng thành hoàn toàn là hai cảm xúc khác biệt, như một sự tái sinh. Dương Thiến Nhiêu khi quay phim mới lộ diện thực tế, dư luận chỉ trích về nhan sắc, trông giống Uyển Quỳnh đang giả mang, già đi với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Gần đây, trong quá trình quay phim, Dương Thiến Nhiêu đã bị dư luận bắt gặp và lộ diện thực tế. Ngày 2, một người dùng mạng đã đăng tải trên ứng dụng Tiểu Hồng Thư về việc tình cờ gặp Dương Thiến Nhiêu đang quay phim tại sân bay quốc tế cảng Hồng Kông. Trong bức ảnh, Dương Thiến Nhiêu đang mặc bộ đồ màu đen, đang được một nhà tạo kiểu và một nhà trang điểm làm đẹp. Sau khi nhìn thấy Dương Thiến Nhiêu trang điểm nhẹ nhàng, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ cô ấy đã già đi rất nhiều trong 2 năm qua, trông già đi nhiều quá, già hơn cả Sa Thi Mạng, góc đó hơi giống Uyển Quỳnh Đan. Mặc dù có người dùng mạng cho rằng Dương Thiến Nhiêu trông già hơn, nhưng có nhiều người dùng mạng đã phản kháng rằng trong series có tên Hắc Sắc Nguyệt Quang, nếu đã xem bản Hàn Quốc thì sẽ biết rằng điều này là cần thiết cho cốt truyện. Họ cũng bênh vực cho Dương Thiến Nhiêu, người có năng lực thì ngoại hình không quan trọng, nhân vật của Văn Đông Ân không phải là nhìn già hơn sau nhiều biến cố chăng? Bạn đã xem Bóng Tối Vinh Quang chưa? Chỉ là do trang điểm thôi, nói về việc trông già hơn, đã xem Bóng Tối Vinh Quang chưa? Cần thiết cho cốt truyện. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.